Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh YouTube Tin 24 giờ. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin nóng nhất mới nhất trong 24 giờ qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Nga tuyên bố kiểm soát làng chiến lược ở Donetsk. Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội nước này tái kiểm soát làng chiến lược Urozenoy mà Ukraine phải mất nhiều tháng mới chiếm được trong đợt phản công. Các đơn vị thuộc cánh quân Vostok tác chiến thành công và kiểm soát làng Urozenoy, tỉnh Donetsk quân nhân Nga đang giả phá bom mìn tại ngôi làng, Bộ Quốc phòng Nga ngày 14 tháng 7 thông báo. Lực lượng Nga tấn công vị trí của các đơn vị Ukraine tại khu vực lân cận và đẩy lùi hai đợt tiến công của Lữ đoàn Phòng vệ lãnh thổ số 123. Quân đội Ukraine ở đây mất 155 binh sĩ, 4 xe cơ giới, một lựu pháo M777 do Mỹ sản xuất, 5 lựu pháo FH-70 155mm do Anh chế tạo và một pháo D-20, theo Bộ Quốc phòng Nga. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine trước đó cùng ngày thông báo Nga mở 18 đợt tiến công vào làng Urozainoy và các khu vực lân cận. Trong tuyên bố sau đó, cơ quan này không đề cập đến tình hình tại Urozainoy. Kênh Telegram Deep State của Ukraine cho biết Nga đã kiểm soát Urozainoy sau khi mở hàng loạt đợt tiến công vào khu vực phía nam ngôi làng. Kênh này nhận định việc để mất Urozainoy cho thấy phòng tuyến của Ukraine trong khu vực đã sụp đổ và kêu gọi điều tra nguyên nhân dẫn đến điều này. Urozenoi được đánh giá là ngôi làng có vị trí chiến lược, nằm trên mũi tiến công nhằm vào thành phố Mariupol trong chiến dịch phản công quy mô lớn của Ukraine năm ngoái. Ukraine khi đó phải tổ chức nhiều đợt tiến công với các đội xung kích quy mô đôi khi tới cấp sư đoàn mới kiểm soát hoàn toàn được làng Urozenoi sau vài tháng phản công. Khi cuộc phản công thất bại, lực lượng Ukraine chỉ tiến thêm được quãng đường không đáng kể về phía nam. Bộ Quốc phòng Nga ngày 14 tháng 7 đăng tải đoạn video máy bay Su-34 ném quả bom 3 tấn FAB-3000 xuống mục tiêu của lực lượng vũ trang Ukraine. Theo một phi công Nga, mọi mục tiêu sẽ không thể chống chịu và bị phá hủy khi bị quả bom cỡ lớn như vậy rơi chúng. Hồi cuối tháng 6, Kyiv Independent dẫn nguồn tin Nga cho biết Moscow đã sử dụng siêu bom lượng FAB-3000 trong cuộc chiến với Ukraine ở tỉnh Kharkov. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên mà Nga công bố đoạn video cho thấy quả bom FAB-3000 trong thực chiến ở Ukraine. Quả bom được chuyển tới căn cứ mà không lắp bộ dẫn đường UMPK tách rời bên ngoài. UMPK có tác dụng như bộ não của quả bom, giúp biến từ một quả bom thường thành thông minh và có thể liệng vào mục tiêu chính xác hơn. Nó sẽ được tích hợp vào bom ở căn cứ trước khi vũ khí được lắp vào máy bay. Khi FAB-3000 rơi từ máy bay xuống, UMPK sẽ mở cánh và lật lại để dẫn đường. Vào tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã bắt đầu sản xuất hàng loạt bom FAB-3000. Theo truyền thông Nga, bom FAB-3000 nặng hơn 3 tấn, chứa 1,2 tấn thuốc nổ. Phiên bản cơ bản của loại bom này sẽ được trang bị trên máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 và một số loại phi cơ khác. Được thả từ độ cao lên tới 16 km, bom FAB-3000 có thể đạt tốc độ bay lên tới 1.200 km h và tầm bay ước tính 60-70 km. Ngoài ra, Dòng bom này còn được trang bị bộ mô-đun lượng và điều chỉnh hợp nhất, UMPK, nhằm tối ưu hóa tính ứng dụng với tầm bay xa và khả năng điều hướng linh hoạt, giúp bom tấn công mục tiêu chính xác hơn. Vào tháng 4, Sputnik dẫn nhận định của cựu chuyên gia phân tích tình báo CIA Larry Johnson, cho hay, những quả bom FAB3000 nặng 3 tấn có thể sẽ là yếu tố thay đổi cục diện xung đột Ukraine. Chuyên gia này giải thích, những quả bom FAB3000 này có thể phá hủy các cây cầu một trong số đó là cây cầu bắc qua sông Dnieper do quân đội Ukraine dựng lên. Khi các công trình này bị đánh sập, tuyến đường tiếp tế giữa bộ chỉ huy tại Ukraine và quân đội ở phía đông khu vực này cũng sẽ bị cắt đứt. Bên cạnh đó, ông Johnson cũng chỉ ra FAB-3000 có khả năng xuyên thủng các ụ phòng thủ. Điều này có nghĩa là Ukraine không thể chọn cách ẩn mình bên trong chiến hào, bong ke và chờ đợi thời cơ tấn công Nga bất ngờ. Trong khi đó, ông Viktor Litovkin, sĩ quan kiêm nhà báo quân sự kỳ cựu của Nga, cho hay, loại bom này có thể tấn công vào các chiến hào vững chãi hay cả các điểm chỉ huy và nhà kho được gia cố bằng bê tông dưới lòng đất. Chúng có thể xuyên thủng mục tiêu, làm nổ tung và phá hủy tất cả mọi thứ. Tất nhiên, chúng cũng có thể tấn công vào nhân lực và thiết bị quân sự của đối phương. Chúng thực sự rất mạnh và có sức phá hủy to lớn, ông Li Topkin mô tả. Theo ông, nhờ UMPK, máy bay thả FAB3000 có thể tránh bay vào vùng phủ sóng của lực lượng phòng không đối phương, thả bom gây sát thương và hoàn thành nhiệm vụ. ISVK, Nga tung các đơn vị được trang bị yếu kém vào tham chiến ở Ukraine Nga đã triển khai các đơn vị được trang bị yếu kém từ tuyến sau vào tham chiến ở Ukraine, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK cho biết. Các nhà phân tích tại ISVK, có trụ sở tại Mỹ, nhận định, Bộ Chỉ huy quân sự Nga đã triển khai các đơn vị được trang bị kém từ lực lượng dự bị của mình để hỗ trợ các cuộc tấn công ở miền đông Ukraine. Báo cáo có đoạn, Nga có thể đã điều động một số đơn vị chưa được trang bị đầy đủ bước vào tham chiến cho dù mục đích ban đầu là lực lượng dự bị. Có lẽ do những hạn chế trong cơ sở công nghiệp quốc phòng hoặc nỗ lực tăng cường các cuộc tấn công liên tục của Nga ở Ukraine. Bản đánh giá lưu ý, nhà quan sát quân sự Ukraine Konstantin Masovets đã tuyên bố vào ngày 13 tháng 7 rằng Bộ Chỉ huy quân sự Nga dự định thành lập Sư đoàn Súng trường Cơ giới hóa 27 thuộc Tập đoàn Quân Vũ trang Tổng hợp số 2 với nhiệm vụ là lực lượng dự bị của nhóm trung tâm đang tấn công theo hướng Avdiivka và Toretsk, có thể được đưa vào chiến đấu trong trường hợp Kiev phản công theo hướng Avdiivka hoặc tham gia một cuộc tấn công của Nga ở thành phố Toretsk. Chuyên gia Masovets cho biết, tuy nhiên, Nga đã chuyển trung đoàn súng trường cơ giới hóa số 433 thuộc sư đoàn 27, được biên chế bởi các đơn vị đã sức mẻ của lữ đoàn súng trường cơ giới hóa số 21 đến khu vực phía tây bắc Avdiivka khi khả năng chiến đấu chưa được khôi phục hoàn toàn. Ông nói thêm rằng, Bộ chỉ huy quân sự Nga đã sớm chuyển các trung đoàn súng trường cơ giới 506 và 589 sang hướng Toresk ngay cả trước khi các đơn vị này đạt được sức mạnh chiến đấu theo thời gian dự kiến. Vào tháng 3, ông Masovets tuyên bố, Bộ chỉ huy quân sự Nga dự định chỉ trang bị cho các đơn vị của sư đoàn 27 tối đa 87% số lượng vũ khí và thiết bị cần thiết, và họ có kế hoạch chuẩn bị cho các trung đoàn 433, 506 và 589 tham chiến vào cuối mùa xuân hoặc đầu mùa hè năm 2024. Đánh giá cho biết, ISVK lần đầu tiên nhận thấy báo cáo về các đơn vị thuộc sư đoàn 27 hoạt động gần Abdivka vào tháng 4 và gần Torres vào đầu tháng 7. Bình luận ngày 14 tháng 7 của ông Masovets rằng các trung đoàn này được triển khai chiến đấu sớm hơn dự định có thể cho thấy Nga đã bị chậm so, với lịch trình biên chế và trang bị vũ khí theo kế hoạch và không đạt mục tiêu 87%. ISVK trước đây đã đánh giá rằng những nỗ lực triển khai lực lượng hiện tại của Nga tạo ra một số lượng nhỏ lực lượng bổ sung không được gửi ngay ra mặt trận để tăng viện mà Nga có thể sử dụng để dần dần xây dựng lực lượng dự bị tác chiến, nhưng khó có khả năng các tiểu đoàn tấn công đường không hội tụ đủ khả năng hỗ trợ đầy đủ cho nguồn dự trữ của họ. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng Bộ Chỉ huy quân sự Nga cũng có thể đã triển khai các đơn vị này sớm hơn để hỗ trợ các hoạt động tấn công đang diễn ra của lực lượng Nga ở miền đông Ukraine. Những nhận định đáng chú ý trong báo cáo ngày 14 tháng 7 của ISVK. Thứ nhất, các quan chức Nga và một số blogger quân sự đã lên tiếng phàn nàn về an ninh kém xung quanh cơ sở hạ tầng quan trọng ở các khu vực hậu phương trong việc đối phó. Với cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine ngày 13 tháng 7 vào một kho dầu gần Simlyansk ở vùng Rostov. Thứ hai, Bộ Chỉ huy quân sự Nga có thể đã điều động các đơn vị được trang bị kém mà ban đầu được dự định hoạt động như lực lượng dự bị để đưa vào tham chiến. Có lẽ do hạn chế trong cơ sở công nghiệp quốc phòng hoặc củng cố nỗ lực để tăng cường các cuộc tấn công liên tục của Nga ở Ukraine. Thứ ba, Kiev đã ký một số thỏa thuận an ninh và nhận được một số gói viện trợ trong và sau hội nghị thượng đỉnh NATO vào ngày mùng 9 đến ngày 11 tháng 7. Thứ tư, quân đội Ukraine gần đây đã giành lại được các vị trí đã mất gần Votchensk, còn lực lượng Nga có những tiến bộ được xác nhận gần Abdiva. Thứ năm, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga Andrei Katapolov ngày 14 tháng 7 nhắc lại rằng Bộ Quốc phòng Nga không. Có kế hoạch giải ngũ lực lượng quân sự mà Nga đã huy động vào mùa thu năm 2022 cho đến khi chiến sự kết thúc.